sử dụng runable nhỉ. Yeah. Yeah. Trong Java. Vậy ta sẽ tạo một cái project thì bạn tạo sẵn rồi đúng không? Bây giờ các em tạo ở đây là new này. My web 1 đây. Đúng nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ chọn gì? Implement từ gì? Run gì? Runable đúng không? Implement chúng ta phải gì? Thực hiện cái này đúng không? Tương tự thôi. Chúng ta chọn là gì? For in y bằng 0 true y cộng cộng đúng không? Đúng nhỉ? Ta có thread chấm slip 1 giây nhỉ. Yeah. Và chọn như try catch đây nhỉ. Rồi ok. Tương tự như thế, chúng ta sang bên này ta cũng làm thế thôi đúng không? Ta sang bên phần này, chúng ta đóng cái đoạn này lại. Đúng nhỉ? Chúng ta sẽ có my thread. Thread 1 đúng nhỉ? T3 bằng new gì? Runable. Quấy, không phải. Thôi không sao đúng không? Chúng ta dùng T3 chấm gì nhỉ? Run đúng không? Và my thread 1 T4 bằng gì? New my thread 1 yeah. Ta có T4 chấm gì run. Trong trường hợp này cả T3, T4 sẽ chạy chạy đồng thời nhé. T3, T4 chạy đồng thời. Ok. Bạn chạy có thể chạy thử nhỉ? Thì nó sẽ chạy đồng thời, tất nhiên không thông báo. Nhưng bình thường thì T3 sẽ chạy trước, kết thúc thì mới đến gì T4 nhỉ? Nhưng ở trường hợp này là gì? T3 chạy đồng thời gì T4 nhỉ? Đấy.